đang đi thăm phủ Tây Hồ. Bây giờ phủ đã mở trở lại rất là đông đúc, vào đây thì khách đến để làm lễ rất là nhiều. Mới mở cửa bởi vì phủ thì đã đóng cửa sau một thời gian dài bởi vì dịch Covid-19. Ngay sau đầu năm sau Tết thì phủ đang rất là đông khách, có rất nhiều các thầy đồ hai bên đường mình đang đi vào cổng thì rất là nhiều các quán xá làm dịch vụ mở cửa đón khách, rất là nhiều người làm lễ và đi cúng lễ để cầu may. Vì tình hình dịch bệnh nên nhiều nơi phải tạm dừng hoạt động đón khách trong thời gian dài. Nên là thời gian này nhiều gia đình và các bạn trẻ và các mọi người ở mọi lứa tuổi đã đến làm lễ rất là đông khách. Không khí rất là sôi nổi. Thế này thì bởi vì mở cửa cũng do là cái khu vực Tây Hồ nó vẫn thuộc cái vùng xanh, là dịch nó cũng chưa nhiều so với những cái khu phía trong nội thành. Tuy nhiên khi vào phủ thì vẫn phải đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch như là 5K. Ở xung quanh cũng cổng thì cũng có cả an ninh bảo vệ và các người làm công tác an ninh, chú công an cũng có mặt. Và đây phải đeo khẩu trang đầy đủ, sát khuẩn và giữ phòng. Tuy nhiên là mọi người chen chúc rất là đông và giữ khoảng cách thì lại rất là khó, nên phải đeo khẩu trang cho nó đảm bảo an toàn. Phủ Tây Hồ là ngôi đền mà thờ công chúa Liễu Hạnh. Vị trí thì tại một cái đảo nhỏ, bán đảo nhỏ tại Tây Hồ, tại Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội, được xây dựng vào thế kỷ thứ 17. Chính xác là thuộc vị trí 52 phố Đặng Thái Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Lễ hội chính của phủ Tây Hồ là vào ngày 3 tháng 3 và ngày 13 tháng 8 âm lịch, đã được quốc gia danh hiệu di tích lịch sử văn hóa. Tây Hồ tọa lạc nó thuộc làng Nghi Tàm ngày xưa. Lại vào phủ thì rất là đông người ở mọi lứa tuổi. Nên trong phủ thì toàn chữ Hán, mình cũng rất là khó để dịch được cái chữ Hán nếu mà mình không phải không học, hoặc là chỉ những người mà có học vị ngày xưa là lớn tuổi thì có thể dịch được. Cái chữ Hán nó cũng có nguồn gốc từ chữ Nho, nó có nguồn gốc từ cái chữ Trung Quốc ngày xưa. Ở phía trong thì rất là nhiều người đang làm lễ. Đây cũng là một cái nơi mà các bạn trẻ, các doanh nhân, rồi thì các cá nhân và các nhà tu hành, các vị sư cũng đến để làm lễ rất là nhiều. Nơi cũng có thể nói là thiêng liêng, mà cũng vừa thiêng liêng vừa tôn nghiêm. Tuy nhiên có cảm giác cũng rất là ấm cúng và có gì đó tâm linh thần bí.
trong có trong phủ thì có lầu cô này, lầu cậu này, nên để tìm hiểu về lịch sử và các truyền thuyết ngày xưa thì phải cần thời gian mình hiểu hơn về phủ Tây Hồ. Đây là một nơi linh thiêng mà nhiều người kinh doanh buôn bán thường lễ, đặc biệt là đầu năm để cầu tài lộc, thuận buồm xuôi gió, mong may vắn đắt.